Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của Itu Mobile Channel. Thông tin về mẫu ICC ID thẳng thánh mang lại khả năng sử dụng máy bình thường, gắn SIM bình thường mà không cần SIM ghép cho những chiếc iPhone lốc không phải là thông tin mới nữa, bởi vì là chúng ta đã biết nó cách đây 2 ngày rồi. Và đây quả là một tin vui dành cho những người nào đang sử dụng những chiếc iPhone lốc, đặc biệt với những người mới mua iPhone 12, 12 Pro và 12 Pro Max lốc. Quá vui đúng không ạ? Bây giờ khoảng tầm 15 triệu là chúng ta đã có iPhone 12 mới cứng, máy lốc, rồi sử dụng như một chiếc máy quốc tế. Ok, nhưng mà vấn đề đặt ra ở đây là gì? Chúng ta có thực sự nên mua iPhone lốc khi mà cái ICC ID nó đã quay trở lại hay là không? Và sự thật nó như thế nào và có đáng lo ngại gì hay là không? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ kỹ đến cho các bạn trong video này nhé. Và nếu các bạn đã quan tâm đến những sản phẩm iPhone quốc tế thì có thể tham khảo tại Itu Mobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Tiếp theo thì mình vẫn sẽ muốn chia sẻ lại đến cho các bạn cách thức để cho các bạn có thể là sử dụng cái ICC ID mới giúp cho chiếc máy lốc không cần phải SIM ghép nữa. Thì các bạn sẽ cần phải có một phôi SIM ghép mới, phôi SIM ghép vẫn còn đang hoạt động, sau đó thì ghép chung với một chiếc SIM của chúng ta, rồi sau đó thì mở cái mục để có thể nhập ICC ID vào, và sau đó thì các bạn sẽ nhập cái dòng số ở ngay trên đây. Sau khi nhập vào xong thì các bạn sẽ tiến hành rút SIM ghép và SIM thường của chúng ta ra, sau đó thì gắn lại cái SIM mà các bạn đã sử dụng bình thường, thì khi đó chúng ta đã có thể thành công rồi. Mình nói nhanh thế thôi để cho đỡ mất thời gian. Ok, còn cái vấn đề mà cái SIM ghép, cái mẫu ICC ID này nó hoạt động trong bao lâu thì cái đó thì chúng ta vẫn chưa có thể biết được. Bởi vì trước đây thì Apple cũng đã có rất nhiều lần để ra tay diệt những cái mã ICC ID mà chúng ta nhận được. Lần đầu tiên thì khoảng tầm 3-4 tháng gì đó, lần thứ 2 thì nhanh hơn, lần thứ 3, thứ 4 và sau những cái lần như thế thì có thể nói là bên Trung Quốc đã gần như là không còn cách nào để có thể làm ra được những cái mã ICC ID nữa. Thế nên rằng người dùng đã phải bắt buộc sử dụng, quay trở lại sử dụng những cái mẫu SIM ghép thần thánh sử dụng chung với những chiếc máy lốc. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có ICC ID rồi. Điều này cho thấy rằng Apple không thể nào mà diệt được tận gốc những cái mẫu ICC ID thần thánh mang lại khả năng sử dụng như chiếc máy quốc tế dành cho những chiếc máy lốc. Nên đối với việc này thì người dùng những chiếc máy iPhone lốc có thể yên tâm, bởi vì rằng họ vẫn có thể sử dụng những chiếc máy lốc hoàn toàn bình thường, và trong thời gian sắp tới, kể cả khi mà Apple có đánh vào cái ICC ID mới này, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng chung được với những mẫu SIM ghép, và khi đó thì mọi người có thể thở phào, đấy là iPhone lốc never die. Và bây giờ so sánh mức giá đi, thì đối với một chiếc máy lốc các bạn sẽ có mức giá khoảng tầm 15 triệu, nhưng trong khi đó thì chiếc máy quốc tế bây giờ thì khoảng tầm 20 triệu là các bạn cũng đã có một chiếc iPhone 12 quốc tế rồi. Chênh lệch mức giá 5 triệu thì nó cũng không phải là mức giá quá cao, nhưng đây cũng không phải là mức giá quá thấp. Thế nên nếu như các bạn thực sự cố được thì mình vẫn khuyên là các bạn lựa chọn máy quốc tế để cho chúng ta có những cái trải nghiệm khi mà sử dụng nó là tốt nhất, là tuyệt vời nhất. Còn đối với những ai mà trước đây chuyên quen sử dụng những chiếc máy lốc, có thể chấp nhận được những cái rủi ro sau này mà SIM ghép cũng như là ICC ID mang lại, thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể lựa chọn được máy lốc. Điều đó thì mình không hề ngăn cản, bởi vì đó nó nằm trong cái giới hạn mà các bạn có thể chấp nhận được. Đó là những cái giới hạn mà các bạn có thể chấp nhận được, thì máy lốc hoàn toàn vẫn đáng mua, bởi vì nó rất là rẻ. Và còn một cái vấn đề nữa, đó là khi mà các bạn lựa chọn chiếc máy lốc thì bắt buộc, một điều bắt buộc là chúng ta sẽ không thể nào mà sử dụng được eSIM. Thế nên đối với những ai có nhu cầu sử dụng hai SIM về sau thì nên cân nhắc ở cái vấn đề này. Tổng quát lại trong video này thì mình có thể kết luận iPhone lốc vẫn là một chiếc máy đáng mua, đặc biệt ở trong cái thời điểm này khi mà ICC ID thần thánh nó đã quay trở lại, và kể cả sau này nếu như ICC ID này nó có bị Apple đánh thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được với những mẫu SIM ghép thần thánh, hoặc là sau này thì những cái mẫu ICC ID khác, những mã ICC ID khác nó vẫn sẽ ra để giúp chúng ta có khả năng sử dụng những chiếc máy lốc hoàn toàn giống như một chiếc máy quốc tế. Nhưng song song với đó, nếu như các bạn đủ kinh tế để có thể mua máy quốc tế thì vẫn nên mua máy quốc tế nhá, đừng tiếc tiền làm gì. Còn video này thì mình dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.